15X Bình Dương xin chào tất cả bà con cô bác, quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15X Bình Dương ha. Và trong video buổi sáng ngày hôm nay thì tiếp tục 15X Bình Dương sẽ cập nhật về cái hành trình của team vì yêu thương mà đến cũng như là chị Hồng Loan nha. Thì cách đây là một giờ trước, chị Hồng Loan có đăng một cái bài viết khá là mới để cập nhật hành trình. Thì chị viết như thế này: đi đâu có chị là ấm áp. Hey. Và ba trái tim hình mặt cười có trái tim ha, cùng với là chị Ni Na Na Si Nguyễn nè. Và bên dưới thì chị Hồng Loan có để lại tổng cộng là 2 tấm ảnh chụp chung cùng với là chị Ni. Có lẽ như là mọi người đang ở trên xe, đang đi gọi là đi đâu đó, đi chắc là đi shopping hay là đi đi du lịch nè. Tại vì hiện tại hôm nay là ngày 4 ha, vẫn chưa tới cái lịch, chưa tới cái show diễn. Ngày 5 tháng 4 mới là ngày ngày show, cái show đầu tiên của chị Hồng Loan cũng như là team nha bà con. Thì mặc dù mới có một tiếng đồng hồ thôi nhưng mà có rất là nhiều những bình luận của khán giả. Chị Ba Bình Tinh thì cũng đã vào bình luận: ha ha, hai cái mặt mới ngủ dậy. Một vị khán giả khác tên là Phương Na Nguyễn thì bình luận: thương hai chị em mớm quá chừng. Khán giả Phạm Ngọc Nga thì bình luận: tình chị bao la, dang rộng vòng tay che chở cho em. Một vị khán giả tên là Phong Lê thì bình luận: yêu mến hai em, chúc Hồng Ni có sức khỏe để đồng hành cùng em Hồng Loan. Quá là tuyệt vời. Một vị khán giả tên là Phương Liễu Yoga thì bình luận: ông trời bù đắp cho em được chị Ni đến trong đời. Ngưỡng mộ Ni vì trải qua bao áp lực, bị công kích, chửi bới vẫn không rời bỏ Hồng Loan. Đây mới đích thực là vì yêu thương mà đến. Những kẻ ngụy quân tử, một thời từng nói yêu thương, giờ quay xe là kẻ vì tiền mà đến thôi. Khán giả Anh Trần thì bình luận: Loan phải giữ ấm trong người vì hiện tại bên Sydney vô mùa thu hơi se lạnh. Khán giả Nguyễn Nguyễn thì bình luận: chị Loan coi lại like của anh Hải hôm qua, lấy động lực cho ngày mới tràn đầy năng lượng, yêu thương nè. Khán giả tên là Nguyễn Bích Ngọc thì bình luận: cái hình ảnh này nếu không ai biết, tưởng hai chị em ruột, một cha một mẹ sinh ra ấy chứ, giống như hai giọt nước ấy ạ. Khán giả Nguyễn Ngọc Thúy thì bình luận: tôi thương hai chị em này quá, bao nhiêu sóng gió mà không yên. Khán giả Ngọc Cần thì nói như thế này: kiếp trước là hai chị em rồi, kiếp này do bị lạc nửa đời, nửa sau mới lại gặp nhau. Nhớ giữ lấy nhau, đừng để lạc nữa nhé, hai đứa. Quá trời nhiều những bình luận của khán giả luôn. Rồi, để có một cái thông tin rất là mới, rất là đặc biệt từ chị Ni, để 15X Bình Dương cập nhật luôn cho bà con, cô bác, quý cô chú, anh chị nha. Hiện tại thì cách đây là một giờ trước, chị Ni cũng đã có một bài viết khá là mới như thế này. Em cứ tự hỏi, hơn một năm nay phải chi con nhỏ nó đanh đá, xéo sắc, lên mạng chửi người này, hạ bệ người kia thì ghét nó, phê bình nó. Nó im lặng không nói tới ai, ấy vậy mà không yên dưới kền kền đã đành. Nay cộng đồng thêm những người đã từng nói yêu thương, nghĩ mà chán, hay. Phải nói chị với một cái bài viết đơn giản như vậy nhưng mà đã có tới là 723 lượt bình luận của khán giả, 30 lượt chia sẻ và 3.400 lượt like ha. Thì đây có lẽ như là cái câu hỏi mà chị Ni dành cho cộng đồng mạng ha. Hiện tại thì cái suy nghĩ của chị Ni cũng giống như là đa số mọi người. Tại sao chúng ta lại phải nói chung là hiện tại là chị Hồng Loan nói chung là trước giờ vẫn là im ha, chưa có lên mà nói tới ai điều gì hết. Như các cô chú anh chị, nếu mà chúng ta xem drama từ những ngày đầu thì có rất là nhiều những cái người họ đã từng quay xe, họ đã từng xéo sắc rất là nhiều. Cụ thể ví dụ như là mì xào đi đó. Thì chị Hồng Loan cũng chưa bao giờ mà nói nặng nói nhẹ gì hết đó.
cái vấn đề chỉ đơn giản là việc trả gửi quà lại cho người này thôi. Để mà bây giờ 15 phút đọc một số những bình luận của khán giả, sau đó sẽ phân tích cho bà con cô bác chúng ta cùng nghe ha. Khán giả tên Yến gì bình luận: chán thiệt luôn chị, chỉ tội chị Loan. Khán giả Dương Thảo Hiền thì nói: chính xác, miệng không nói nhưng ném đá giấu tay là có thật. Khán giả Thùy Dương thì nói: người Dương Thảo Hiền này làm gì mà bảo ném đá giấu tay, các mẹ ý cho thì đăng rình rang lên mạng xã hội cho cả thiên hạ biết, rồi sau khi giúp đỡ ai cũng muốn làm bà nội người ta mới chịu cơ, kể lễ nọ kia. Phương Lê chính trực nhưng cái mỏ không phải dạng vừa, một khi trái ý là biết tay nhau ngay. Bởi vậy Hồng Loan nó mới sợ, nó phải đem trả. Lúc đó cho thì cả xã hội biết, mà lúc nó trả muốn âm thầm là sao? Không rình rang ai biết Hồng Loan đã trả. Lúc đó thì nhau xúm vào chửi nó, ghét cả người yêu của. Khán giả Hồ Tuyết thì bình luận: tôi tưởng bạn tử tế nên comment nói cho vui, nhưng bạn nặng lời thế này tôi xin phép xóa comment. Yêu thương không có nghĩa là không được quyền góp ý cho người mình yêu. Người yêu thương tiến bộ hơn. Những người không thích mình nói người khác thật lòng thì dạy con sao được hả bạn? Khán giả Tùng Lê thì bình luận: rồi sẽ có nhiều thánh bú phem giống như con Mission thôi. Khán giả Tây Ninh giấu yêu thì bình luận: mấy người đó xuôi hướng gió mà, nghĩ tới tụi nó làm gì cho mệt ốc nì ơi. Khán giả Hoa Thắm Đoàn Thị thì đâu phải ai cũng một lòng trước sau như một như ni đâu. Nhiều người họ đến vì lợi ích cá nhân, cảm thấy không có lợi nữa, quay mặt, trở mặt thôi. Khán giả Tiên Nguyễn thì nói: đúng là em ấy không nói gì, nhưng hành động thì tệ hơn lời nói. Chị càng hỏi thì mọi người hiểu chuyện càng quay lưng với em ấy. Khán giả Bà Ninh thì bình luận: thương hai chị em, thực ra không nói gì, cứ im lặng thế cũng không tốt, mà nên lựa lời nói vài câu cảm ơn là vừa đủ thì tốt hơn. Khán giả Nguyễn Sâm thì nói: nghe mấy bộ tam mà không thèm xem luôn. Khán giả Trúc Quyên Trần thì bình luận: vì những người đó thật ra không phải vì yêu thương, theo thời gian ai đến với Loan thật sự yêu thương thì luôn đồng hành, còn ngu tính thì giờ không kiếm tiền được từ drama thì quay xe. Khán giả Phạm Nguyễn thì bình luận: giờ này tụi nó cầu view kiếm tiền và lấy lòng Mạnh Thường Quân, đối kháng để trục lợi. Khán giả Đờ Anh thì bình luận: nói xin lỗi số đông chứ một bộ phận không nhỏ, con người bây giờ nó lạ lắm. Mang trên mình hai chữ yêu thương để áp đặt bắt người khác phải sống theo ý mình, làm những gì mình muốn. Xin lỗi mấy má, điều đó các má về áp dụng với con cái mấy má ở nhà. Đừng có đòi hỏi không yêu thương thì rời đi, đừng có ngáo quyền lực, nản cho cái nhận thức. Khán giả Sinh Phạm thì nói: Trang Mô Bi khám tử cung, lực sư khá cho ra đảo lẹ ni à. Một vị khán giả tên là Tammy Trần thì nói: ủa sao kỳ vậy ta, thấy TVN chửi HL không hiểu luôn. Khán giả Hà Khánh thì bình luận: chán thật sự, nhìn lũ mỏ nhọn mặt hoắt khám tệ cung, quay xe xúc lưới nhà mà căm thù, chỉ mong Loan Ni luôn vững vàng. Khán giả Tê Gia Doan thì bình luận: thật sự quá đáng, cái gì cũng có giới hạn, họ đi quá xa thì từ vũ chôn họ thôi, Ni Loan vững bước nhé, yêu thương dõi theo hai chị em. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, 15 phút cũng đã cập nhật cho bà con hai cái tin khá là mới của chị Hồng Loan cũng như là chị Ni. Thì hôm nay có lẽ như là chị Ni cũng khá tâm trạng khi mà nghĩ đến những cái vấn đề cũng khá là nan giải trong thời gian gần đây. Rồi đến đây thì bà con cô bác có thể là bình luận bên dưới để cho mà 15 phút Bình Dương biết nha. Còn bây giờ thì 15 phút Bình Dương xin phép khép lại video này. Xin chào và hẹn gặp lại.